Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thợ săn kho báu. Thật là tình cờ thì trong chuyến khám phá vừa rồi thì chúng ta có nhặt được khá là nhiều những cái lọ flash này nè. Và trong đó có một lọ nó có thể giúp mình loại bỏ kỹ năng Mega Jump. Đây là kỹ năng mà mình học từ rất là sớm luôn, nhưng mà hiện tại thì mình hầu như không có dùng đến. Nên mình sẽ uống cái lọ này để chúng ta loại bỏ cái kỹ năng Mega Jump đi. Đó. Là bây giờ mình được hồi phục lại một điểm kỹ năng cơ. Và mình sẽ dùng điểm kỹ năng đó để mình đầu tư vô sức mạnh của mình ha. Mình sẽ tăng sức mạnh mình lên bằng cách học kỹ năng Strength này. Đấy. Vậy là bây giờ mình đã có sức mạnh rồi. Vừa có sức mạnh, vừa có tốc độ và vừa có đầu nhanh luôn. Quá là đã. Công việc kế tiếp của mình là mình sẽ sử dụng những cái lọ bột kho báu nè. Những cái lọ bột kho báu này rất là cần thiết cho mình, để mình có thể chế tạo thành những cái hạt kho báu ha. Công thức của nó là như vậy. Thấy vậy thôi nhưng mà rất là đắt đó nha. Mình gom cả đống mà làm được có mấy hạt thôi cơ. Yêu. Cái này chắc phải AFK thêm thật là lâu để sản xuất những cái bột kho báu này rồi. Tại vì cái pho tượng này nó cho mình bột kho báu ấy, khá là tốt luôn. Gom gom thì mình cũng được 62 cái hộp rồi ha. Nhưng mà để dùng cái hộp kho báu này thì chúng ta cần phải chế tạo thêm ngôi sao kiến thức rồi. Đầu tiên là cái core trước, sau đó là những cái mảnh ha. Rồi, vậy là chúng ta đã có được 2 ngôi sao kiến thức. Sau khi có 2 cái điểm kiến thức đó thì mình sẽ dùng vào việc học thợ rèn kho báu nè. Khi mà học xong thì mình có thể chế tạo những cái gear ha. Những cái set đồ các thứ rất là tiện lợi. Và đầu tiên mình sẽ làm cái phôi trước. Tại vì đây là nguyên liệu rất là cần thiết để mình có thể chế tạo nè. Rồi nha. Ngoài ra nó còn làm được mấy nhỉ? Có 6 thôi, mình rất là ít cái hạt kho báu này luôn. Để mình làm thêm vài lần nữa coi coi có đủ không nhá. Đủ thì mình sẽ làm luôn một bộ giáp. À không, một cái áo thôi chứ không được một bộ giáp đâu. 8 hả? 8. 8 thì chúng ta à, 8 thì vừa đủ để mình làm được một cái áo giáp nè. Ê, được nha. Làm thử nào. Đây chỉ mới là kiểu như là cái áo cơ bản thôi đó. Hy vọng là nó sẽ cho mình một cái áo tốt tốt một tí ha. Mình sẽ mặc luôn, cùng với set đồ mà chúng ta có được trong thời gian vừa qua. Cho mình cái áo gì đây? Có 5 giáp và kháng được 4% đẩy lùi. Cũng ok. Cấp độ yêu cầu là cấp 25, vừa đủ để mình mặc luôn. Wow. Có kìa. Xích đồ bao ngậu luôn. Ui. Mình giống như một chiến binh thực thụ rồi. Quá sáng ngầu. Giờ thiếu cái ủng hả? Ủng thì mình sẽ dùng ủng netherite đi. Mình có cái ủng netherite từ rất là lâu rồi nè. Giờ mặc vô nha, cho chung xích đồ chiến binh này nha. Wow, cầm kiếm lên coi. Đẹp thiệt sự. Rồi, có set đồ mới này không đi khám phá là không được nha. Nhưng mà trước khi đi khám phá thì mình phải cường hóa nó lên, để cho nó thật sự mạnh trước cái đã. Đây, bảo vệ 4 nè. Bảo vệ 4 nè. Vậy là mình mới có 2 quyển bảo vệ thôi. Ở dưới này thì chưa có dân làng bán sách bảo vệ. Thế mới khổ ấy chứ. Mà có sách chậm hỏng thôi. Thôi kệ, mình sẽ đầu tư thêm 2 quyển sách chậm hỏng nữa. Và mình cũng sẽ không quên cái việc cường hóa lên đâu. Mình có khá là nhiều bình kinh nghiệm mà. Cường hóa sơ sơ trước đi, biết đâu bất ngờ. Rồi nha. Không có bảo vệ luôn à. Kỳ vậy. Beast Boot. Wow, nghe có vẻ hấp dẫn. Lượm luôn. Không cho thêm dòng gì hết. Bữa nay cường hóa xui rồi. Lấy thêm miếng kinh nghiệm nữa coi. Lần này thì sao? Cho thêm dòng đi. Chứ cường hóa như vậy thì ai mà cường hóa nữa. Ok, không cho thêm gì luôn. Yêu. Giỡn yêu à. Thì thôi mình tự ghép vô còn hơn á. Cường hóa gì đâu mà chẳng cho thêm dòng gì hết. Bảo vệ 4 nè. Rồi chậm hỏng nè.
Đầu tiên là cái áo trước nhá. Chà mỏng mình sẽ cho thêm vô cái phần quần nữa đi. Vì quần nó cho mình khá là nhiều giáp đấy. Rồi tiếp theo là cái nón nhá. Cái nón chậm hỏng. Ngoài ra thì mình còn vòng bảo vệ 4, mình sẽ đầu tư vô cái quần đi nhờ. Vô cái quần bảo vệ 4 nữa. Rồi xong rồi. Vậy là mình đã xong công đoạn cường hóa set đồ mới của mình á. Trông chất thiệt sự đấy. Công việc còn lại của chúng ta là đi chế tạo đá kho báu để chuẩn bị cho cái hành trình mới thôi. Viên đá đầu tiên. Đến đèn. Lần trước mình cũng còn dư rất nhiều những cái mảnh catalyst nè. Mình sẽ kết hợp nó với một ít cái đồ khác nữa để chúng ta tạo ra vào catalyst đó. Cái mảnh này thì rất là hay luôn. Mình sẽ làm thêm vài cái nữa đi. Nhiều để dành mai mốt mình dùng nữa. Cái mảnh này thì mình sẽ ghép với cái viên pha lê kho báu của mình nè, là mình sẽ biết được cái búp mà nó cho mình ha. Đó, như hai cái đầu tiên là mình thấy là không ok rồi nè. Thứ ba thì mình, cái này thì mình sẽ bị bẫy nhiều, không tốt. Mình sẽ coi cái nào tốt thì mình vô thôi. Bị đói, bị mệt thôi, không tốt luôn. Sao toàn cái xấu không vậy? Ô, cái này thì giảm 30 độ khó. Nhưng mà mình sẽ bị làm chậm với mình bị mệt. Giảm 30 độ khó là mình sẽ dễ dàng đánh boss hả ta? Cũng được đấy. Cái này thì bị giảm thời gian khám phá nè, rồi giảm 10 độ khó. Ui, cái này cực kỳ tệ luôn. Chắc mình sẽ lấy cái này đi. Cái này nó sẽ giảm độ khó cho mình nè. Ok là đấy. Làm thêm vài viên pha lê kho báu nữa đi. Tiếp tục phải đi săn cái trái tim kim cương rồi. Nó yêu cầu trái tim kim cương kìa. Ôi nhưng mà khoan, trong lúc mình đi tìm trái tim kim cương, mình phát hiện gần đây nó có một cái khu... cái gì á? Con này con gì á? Nhện mẹ hả? Ấy vui, hung dữ vậy. Mình sẽ thịt nhện mẹ luôn. Nó đang làm tổ trong hang hả gì á? Nhện nó ra cái kiếm. Đấy là kiếm nhện. Hay gì ta? Cầm thử coi có công dụng gì không? Tự nhiên mình nhặt được cây kiếm nhện nè. Cũng được phết. Đây rồi. Chúng ta đã có được trái tim của kim cương. Tiệt cứu mèo. Ngoài ra thì trong hệ thống hang này nó còn khá là nhiều thứ mới nè. Một cái áo hoàn toàn mới luôn. Nhưng mà không ngầu. Cái áo mình mới mở ra vẫn rất là ngầu so với những cái áo giáp khác mà mình từng gặp á. Nên không có chuyện là mình đổi đâu, mình sẽ mặc tiếp thôi. Cho nốt mấy nguyên liệu này vào. Rồi, vậy là chúng ta đã có thể chế tạo được viên đá kho báu thứ hai rồi ha. Đến đen. Giờ thì ghép nó với mấy cái mảnh catalyst này thôi. Xem coi nào. Hy vọng là xịn sò con bò nha. Symbol và unlucky. Giảm độ khó nhưng mà bị trừ may mắn ha. Vậy thì cũng không đáng lắm. Không, nhưng mà tạm được nha. Cái này thì mình sẽ có cơ hội bị đào chậm khi mà đánh nữa thôi. Ôi, cái này thì lại chốt quốc nè. Nó giảm cho mình 4 cái lòng spawn, xong nó cộng cho mình 4 cái lòng spawn nữa là sao? Ôi, vậy cũng không tốt tí nào. Cái này thì cộng độ khó. Rồi luôn, tính ra lần này lần này xu thiệt luôn á. Thôi, mình sẽ để đó, tí mình chế tạo sao ha. Giờ thì làm thêm một viên nữa đi. Hoa trứng. Rồi, đây là viên thứ 3 rồi ha. Hy vọng là viên này thì mình sẽ ghép nó may mắn hơn. Thử xem. Ủa, có khi nào là nó giống thịt hồi nãy không ta? Mình sẽ chọn cái này đi ha. Chọn mệt mỏi nhưng mà được tốc độ với cái thanh thức ăn. Ok, nhưng mà mình hết kinh nghiệm hả? Mình hết kinh nghiệm mất rồi. May quá còn vài bình kinh nghiệm mình ghép luôn. Rồi, vậy là chúng ta có được viên thứ 2 được ghép vô cái mảnh catalyst. Giờ thì tới viên thứ 3 nè. Viên thứ 3 thì như thế nào đây?
Thôi phiên thứ ba thì mình quyết định là nó cho nó ra ngẫu nhiên đi, chứ mình ghép như vậy thì xui quá. Chuẩn bị đồ đạc các thứ để lên đường nè. Kiếm nhện thì mình ra mình test cái đi, coi có công dụng gì không. Kiếm của nhện mẹ đó. Được cái là đam nó mạnh hơn so với những cây kiếm bình thường khác ha. Nó có 10 đam, nhưng mà đánh thì nó không có hiệu ứng gì hết. Ví dụ cây này mà đánh một phát nó bị chói chân chẳng hạn thì mình nghĩ nó sẽ rất là tốt đó. Nhưng mà nó không có hiệu ứng thì thôi, mình sẽ cất nó vô luôn. Dạ thì kích hoạt và chúng ta chuẩn bị tiến tới cánh cổng kho báu lần này ha. Nó khá là dễ đó, nhưng mà mình mong là nó sẽ cho mình nhiều đồ tốt. Không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mình cũng hên thiệt, lần này thì thử thách nó kêu mình tìm có 4 món đồ thôi. Cũng đỡ ha. Đây là cái rương đánh đổi 2 phút mà ta. Thôi. Mình không đánh đổi đâu. Bình thường mình khám phá cũng muốn không kịp rồi, giờ bị trừ 2 phút nữa. Hồi sau mà khám phá kịp. Nhưng mà cũng không bỏ lỡ mấy cái rương thường nha. Mấy cái rương thường thấy vậy chứ, nó có mấy cái đồ mình cần tìm á. Đây, như cái mảnh pottery nè, mình đã có được một mảnh đầu tiên rồi. Một cái mũi đầu tiên. Yay. Thử thách kỳ ghê, kêu mình lấy lộ mũi của mấy con zombie à. Ố, cuộn giấy đỏ nữa nè. Mình đã có 3 trên tổng cộng 4 thứ cần tìm rồi. Giờ thiếu răng mấy con nhện nữa thôi. Đi bẻ răng mấy con nhện nào. Nhưng mà nãy giờ chả thấy con nhện nữa hết. Với tốc độ hiện tại thì mình nghĩ mình sẽ sớm có đủ tất cả các nguyên vật liệu mà thử thách yêu cầu thôi. Cố lên, chúng ta phải gán hoàn thành một lần mới được. Nhưng mà xui ở chỗ là nãy giờ mình đập những cái vụn kho báu, nhưng mà nó không có rơi ra cái cuộn giấy đỏ nào thêm cả. Kỳ nhờ. Dưới này còn có rương thử thách săn linh hồn mà. Ok luôn nha. Dùm bài xuống đây, sẵn tiện mình farm cái lỗ mũi chứ không gì hết á. Phía bên này nó có một cái căn phòng bị khóa nè. Cái rương kìa. Trong đó chắc chắn là đồ xịn đấy, nhưng mà không có cách nào để vô ngoài việc có chìa khóa để mở đó. Có chìa khóa thì vô, không có thì chỉ nhìn thôi. Rất là tiếc luôn. Mình sẽ mở đường cho mấy con zombie nó xuống dưới cái đó. Nó ngu ngốc quá. Đây, xuống đây. Để người ta farm linh hồn coi. Rồi xuống thì xuống dưới luôn đi, ngại ngùng e hẹn gì nữa. Rồi đủ chưa? Rồi. Trong rương thử thách sẽ cho mình Reaper để làm gì? Bây giờ mình đã đủ số lượng pottery sát rồi. Còn thiếu một ít cái lỗ mũi nè. Và rất là nhiều răng nhện. Chưa có được cái răng nhện nào hết. Một cái lỗ mũi, rồi đủ luôn rồi. Giờ còn thiếu cuộn sách với răng nhện thôi á. Chúng ta sẽ tập trung vào hai thứ đó thôi, để tiết kiệm thời gian của mình hơn. Đây, một cái răng nhện đầu tiên. Yes, một cái nữa thôi. Ồ, có luôn. Vậy là bây giờ mình chỉ còn thiếu hai cuộn giấy đỏ nữa là được. Đi đào. Trước mặt mình là một cái thành phố hay sao kìa. Ồ, đúng rồi. Bây giờ mình đã tới một cái thành phố. Thành phố mới nha. Chắc có nhiều thứ mới mẻ lắm đây. Tranh thủ lút và khám phá thôi. Ồ, nó còn có ống cống rồi nữa này. Rương nó giấu rất là kỹ nha. Mình mà không có lục mà tỉ mỉ một xíu thôi là mình sẽ bỏ lỡ liền. Wow, càng ngày giấu đồ càng khéo đấy. Nãy giờ mình thấy đồ ở trên có vẻ hơi bèo á. Ở dưới thì nó có quá trời rương xỉn nè. Lướt thử coi. Thì ra đồ xịn của thành phố này nằm hết ở dưới ống cống à. Đây. Còn có những cái treasure billet nữa nè. Cho mình thêm hai cái cuộn giấy đỏ nào. Trời đất ơi, nãy giờ đào cả đống những cái vụn kho báu luôn mà không có bất kỳ một cái cuộn giấy nào.
Đó, nhỏ tới vậy sao? Bây giờ mình lại tới một căn phòng đặc biệt hơn nữa. Ở trung tâm nó có, nó có một hình dấu X. Có lẽ nào ở dưới nó giấu kho báu? Chỉ có kho báu nó mới giấu kiểu vậy thôi. Tò mò quá nhờ. Nhưng mà để mình sẽ tranh thủ mình đập hết mấy cái trái xưa bile trước rồi đó. Đấy rồi, mình còn thiếu một cái cuộn giấy màu đỏ duy nhất thôi. Cố lên nào, cố lên nào. Đây rồi, đủ luôn. Yes. Nhưng mà mình chưa biết là khi mình đủ số lượng này thì nó sẽ triệu hồi boss hay là kiểu như là cho mình đồ ta. Chưa, nhưng mà giờ trước mắt là mình sẽ khám phá chỗ này trước. Ngay trung tâm chữ X nè, mình đào thẳng xuống. Đó, chính xác rồi. Ê. Ui. Ai. Ai vui. U. Ở dưới đây là cả đống quái luôn. Không ổn. Ui may mà mình thủ sẵn tinh thần. Không là đi rồi. Trời. Nguy hiểm được chứ. Cảm bẫy thôi. Mà dưới này lại chẳng có rương nữa. Yêu. Kho báu bịp rồi. Ai, khá là xui nha. Giờ thì chắc mình sẽ cho nốt cái cuộn giấy đỏ cuối cùng này vào. Coi coi còn cái gì hồi phục không ta. Đây, ăn thêm trái táo để tăng cái lượng trái tim hấp thụ lên. Nhỡ mà kích hoạt boss thì mình còn quánh nhau với boss được. Rồi, quyết định vậy nhá. Cho vô nè. Ủa? Ờ, xong rồi. Uầy, nó cho mình một cái rương xịn hơn. Ý? Cái rương thử thách nó có cái quả tiết xịn hơn nè. Mình sẽ đặt ở dưới đây. Đây là cái chỗ để cất rương thử thách của mình. Uầy, coi kìa. Cái rương nó có sừng luôn. Đóng thùng nó cũng kỹ càng hơn nữa. Đã quá à. Mấy cái cục đá này mình không có cần á. Mình sẽ vứt. Rồi, giờ thì tới chuyên mục unbox hộp rương thử thách này. Ồ, vậy thôi hả? Hộp rương thử thách cho mình một vài món đồ lặt vặt nè. Rồi burger ăn để có kinh nghiệm nè. Tiền. Ồ, vậy chỉ có mỗi cái ủng là xịn à. Tưởng xịn hay gì không xịn lắm nha. Rồi thử coi cái ủng mình. Cái set đồ mình đang thiếu cái ủng luôn á. Giờ nó cho cái ủng nữa là đẹp nè. Cái ủng chung bộ đồ. Cái ủng chung bộ đồ. Cái ủng chung bộ đồ đi. Đúng không vậy? Cái ủng này sẽ cho mình kháng đẩy lùi. Mình sẽ đeo vô thử. Rồi cái ủng chết quốc rồi. Nó không có chung set đồ rồi. Cái ủng như mình đang mang đôi tông lào vậy á. Ồ, mà cũng được đi. Được á. So sánh với cái ủng Netherite thì nó không bằng rồi. Nhưng mà ở độ hiếm thì cái này nó sẽ hiếm hơn ha. Được. Ở chuyến khám phá thứ hai này thì mình sẽ dùng cái viên pha lê ngẫu nhiên nha. Hên xui may rủi thôi. Nhưng mà mong là nó là may chứ đừng có rủi nha. Rồi. Đi thôi. Ở nhà, không có đi thôi anh. Coi như thế nào. Hên thiệt. Tốc độ. Bị trừ thời gian. Nhưng mà cộng thêm may mắn. Cộng rương. Ủa giàu có gì nữa. Thời mình tới rồi. Phiến đá đầu tiên luôn nè. Cánh cổng lần này mình đi nó chỉ có 3 phiến đá thôi ha. Hy vọng là chúng ta có thể kịp kích hoạt. Rồi bên đây có 2 cái rương liên tiếp luôn. Được đấy. Đây một rương nữa nè. Ôi, bắt đầu thể hiện sự giàu có rồi. Trên này một rương nữa nè. Yêu. Làm giàu không khó. Trong đây nữa. Ui, bảy rồi. Ui, sao nhân bản của mình lại núp trong đây ta. Hơi bị giật mình nha. Rồi và còn có thêm một cái phiến đá thứ hai nè. Wow. Mình biết rồi, cái búp giàu có này á là nó sẽ tăng cái tỷ lệ mình gặp những cái rương này hay sao nè. Cái căn phòng toàn là những cái rương
xịn thôi. Uầy, đây là cơ hội lý tưởng để mình cày thật là nhiều đồ tốt đó. Đánh đổi 2 phút hả ta? Bây giờ mình không... Ờ, mình thử đi. Mình còn có một phiến đá mà. Ây da, ây da. Sao con Sương bắn đâu thế? Con Sương bây giờ bắn là kiểu hơi bị đau nha. Và cũng nhiều NPC YouTuber xuất hiện hơn rồi. Hơi nguy hiểm đấy. Ở đây có cái rừng thử thách nè. Ây da, ây da. Ui, sao tự nhiên vậy? Bay cắm đầu vô dung nham luôn. Rồi, rồi, rồi. Ê, đừng, 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 đừng. Đừng có ẩu nha, Reaper. Mình còn mấy linh hồn? 4 linh hồn nữa. 3 linh hồn nữa thôi. Đây. 2 linh hồn. Và đủ luôn rồi nè. Đủ chỉ tiêu luôn rồi nhá. Dập cái số dung nham này ra đi. Để mình loot cái rương cho nó an toàn mới được. Coi coi rương xịn sẽ cho. Hay nó cho mình đinh ba lại rồi. Chúng ta đã sở hữu lại đinh ba rồi. Yes. Lần trước mình từng mất một cây đinh ba rồi. Nên bây giờ mình sẽ trân trọng cây đinh ba này hơn á. À, giữ nó thiệt là cẩn thận. Rồi luôn, tới luôn. Cái gì đến cũng đến. Chúng ta sắp chiến đấu với boss rồi. Nhưng mà mình sẽ loot thật là kỹ cái căn phòng này trước cái đã. Nó còn rương thử thách đâu nè. Hợp lý đó, hợp lý đó. Rồi, mở rương thôi. Đồ thì cũng đã loot xong rồi. Bây giờ là tới công đoạn chuẩn bị cho việc đánh boss nè. Không biết nhiêu đầy máu có đủ hay không nữa. Mình sẽ thủ sẵn hết mấy thứ cần thiết rồi. Giờ thì... Ê! Ui! Ấn nhầm. Rồi, vô nhá. Xúc thôi. À, lần này là boss golem. Lần này là boss golem. Ê, boss golem mình có thể dùng cung mà. Đúng, đúng, đúng. Boss golem thì dùng cung là hiệu quả nhất. Rồi. Bắn nè. Sao mà đỡ được. Đâu rồi, rồi. À. Ở đâu vậy? Rồi. À, trời ơi, nó lọt xuống đây, nó hồi phục hết trơn luôn rồi. Con boss gì mà chơi lại dữ không biết nữa. Chơi mà đi tay le. Chơi mà tay le chỗ khác hả? Bắn người luôn. Hư hỏng. Hư hỏng quá nha. Ui, Reaper. Cẩn thận, cẩn thận. Vừa đánh boss rồi, vừa để mấy con xung quanh nữa. Sắp được rồi, sắp được rồi. Lại trốn hả? Lại trốn hả? Ai cho trốn? Ai cho trốn? Định trốn với mình hả? Đâu có được. Tranh thủ lút luôn. Lút được cái nào thì lút. Kiếm thêm. Hết rương rồi. À, đây. Vẫn kịp lút thêm được một cái rương. Quá là đỉnh luôn. Rồi. Cất bước đồ vô trong rồi. Giờ là tới công đoạn quan trọng nhất nè. Là mình sẽ... Ủa? Nhưng mà sao cái rương này... Nó lại là cái rương thường nhờ. Nó khác so với cái rương lần trước mình mở này. Ờ, chắc cho cái này là rương thử thách. Còn này là rương đánh boss thôi. Rương boss lần này cho mình một vũ khí nè. Một đôi ủng mới. Và một cái nón mới luôn. Wow. Amazing. Ăn cái có sức để mở cái. Mình sẽ mở giáp trước đi. À không, giáp mình sẽ để dành khi nào đủ một set đồ. Mình sẽ mở sao? Giờ mình mở vũ khí nè. Ơ, cái gì vậy? Này thì nhện thích cách nè. Mình ám sát người ta hay vậy? Giờ mình mở cái kiếm trước đi. Biết đâu bất ngờ đây là một cây kiếm rất là xịn thì sao? Mở thử nha. Kiếm gì đây? Wow, một cây kiếm màu xanh. Nhìn cũng tương đối ok đó. Đánh cũng rất là nhanh nè. Và... Đây là thanh kiếm kho báu. Nó cho mình tốc độ đánh nhưng mà sát thương của nó thì lại không quá cao. Ui, nhưng mà sao cảm giác dùng cây này đánh... Đánh nó lại mạnh đấy nhờ. Ui, sao con ngỗng lại đi ăn thịt zombie vậy?
Trời đất ơi. Trời ơi, ngỗng ăn thịt zombie bay rồi ăn xương, ăn mũi tên gì tùm lum vậy. Ừ, chắc tại do mình có hiệu ứng sức mạnh á, nên mình cảm giác đánh cây kiếm này nó cũng mạnh thôi. Để biết kiểu như là chính xác hơn thì bây giờ mình sẽ cường hóa cây kiếm này lên một xíu nha. Coi coi nó có sắc bén không. Đánh bật lùi hả? Thôi, đánh bật lùi... Ừ, cũng được nha. Nhưng mà đánh bật lùi một hồi mình dùng mình đánh boss nó lại không ok. Khó thế. Thôi thì thử đi. Biết đâu nhiều khi nó cho thêm những cái giọng tốt thì sao. Thử luôn. Trời ơi, nó gọi cho thêm gây cháy. Không có sắc bén thì nó sẽ khá là yếu đây. Nhưng mà mình có thể cải thiện sức mạnh nó khi đánh những con zombie bằng cách ép cho nó dòng hại thi ma này nha. Ở bên thế giới kho báu chủ yếu là zombie các thứ là nhiều á. Mình nghĩ dòng hại thi ma này sẽ rất là hữu ích đây. Rồi, tới công chuyện nữa. Bây giờ mình sẽ sử dụng bộ đôi kiếm Netherite và kiếm kho báu mới này ha, để đi quẩy ở thế giới kho báu thứ 3. Đi thôi. Lần này thì đây rồi. Một cái cúp đầu tiên rồi nè. Hai cái cúp luôn. Wow. Cố lên, mình còn phải tìm thêm 4 cái cúp nữa. Rồi thêm mấy cái bình nữa. Rồi cuộn giấy nữa. Quá là khó luôn, cái thử thách lần này nó yêu cầu cực kỳ nhiều. Một cuộn giấy nữa thôi. Ôi, đủ cuộn giấy rồi nè. Rồi thì kiếm thêm mấy cái lọ nha, nãy giờ mình vẫn chưa thấy những cái lọ đâu hết. Cái lọ rất là hiếm luôn. Đây rồi, đủ rồi, mình sẽ đã đủ số lượng cúp với số lượng cuộn giấy. À, có được cái lọ rồi, một lọ đầu tiên. Bắt đầu gặp những cái lọ rồi nha. Cất đồ vô. Rồi bây giờ cần kiếm bình nữa nè. Quan trọng nhất là những cái bình mà tìm khó quá à. Mình muốn thử lại xuống căn phòng dấu ích này thêm một lần nữa. Hồi nãy hơi xui rồi. Lần này mình mong là sẽ may mắn. May mắn đi. Ồ đúng rồi. Dầu to. Ôi, mình đã lọt vô căn phòng may mắn nè. Có rất là nhiều kho báu ở đây nha. Ôi, nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều quái nữa. Phải dọn hết thì mình mới lút đồ được thôi. Qua thịt Reaper đi. Cho cái bùa nào. Ồ, đây rồi, có cái bùa. Tuyệt cú mèo. Ồ, có lọ nữa. Yes. Ui, lại bom nổ. Sao lướt cái này áp lực vậy ta? Mình nên lướt ở một khoảng cách nhất định đi. Chứ đứng gần quá nó nổ giống như hồi nãy. Tí nữa là ngỡm rồi. Như vậy thì ở dưới kho báu đó chỉ có đúng thêm một cái lọ thôi à. Thôi mình cất vô đi. Không sao, có bao nhiêu mình cất bấy nhiêu. Giờ là mình cần phải lướt rương và săn con xương là nhiều nha. A few moments later. Không phải đây là lần đầu đâu mà đây là lần hai rồi. Tìm xương mà không thấy đâu, cay thế nhờ. Chút xíu nữa là xong được thử thách rồi. Mấy cái thử thách ở trong thế giới thợ săn kho báu này nó rất là phụ thuộc vào nhân phẩm nha. Kiểu mấy người xui như mình thì ôi rồi ôi. Thôi bỏ qua đi. Giờ thì chúng ta sẽ coi số đồ chúng ta tìm được ha. Wow, rất là nhiều nè. Mình đã dùng hết tất cả qua một rương ha. Ủa, qua một ba lô để chúng ta dễ kiểu như là sàng lọc lại hơn. Nhìn sơ qua thì mình thấy có một vài cái bánh nè. Coi lên được bao nhiêu kinh nghiệm đây. Cũng lên được một ít kinh nghiệm. Rồi rất là nhiều những cái gói này. Mở hết một stack coi. Lên được cấp 28 không? Không lên được luôn. Rồi mở thêm Pandora Box nè. Ôi là trời. Mở nó ra tao bẹ. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có cái trải nghiệm mới cùng với cái set đồ mới tanh này của mình ha. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có thể kiếm được một set đồ cũng hiếm như vậy nhưng mà có sức phòng thủ tốt hơn để chúng ta có thể quẩy đỡ mất máu á. Chứ hồi nãy thấy vậy thôi, đánh với boss golem á mình cũng yếu thế lắm á. Rồi, mong rằng là những điều đó sẽ sớm được thực hiện. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.